Yên Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại Chùa Xá Lợi, thành phố Frederick, tiểu bang Maryland để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong lễ hội nhớ ơn mẹ lần thứ 7 được diễn ra tại đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Lễ hội nhớ ơn mẹ được tổ chức vào thứ 7, Chủ nhật ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019 để người Việt và người bản xứ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và khắp nơi cùng nhau tề tụ, vui chơi, hàn huyên tâm sự và thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc. Và hơn hết là cùng nhau san sẻ tình cảm của người con với cha mẹ. Chương trình khai mạc lễ hội được bắt đầu vào sáng thứ Bảy. Chị Linh Nghi đến từ Houston, Texas cho biết cảm nghĩ của mình. Thứ nhất là Linh Nghi rất là hạnh phúc được tham dự cái chương trình này rất là nhiều năm rồi, 3 năm rồi, không phải là quá nhiều, nhưng mà cũng đủ để cảm nhận được cái tinh thần của lễ hội và cái ý nghĩa mà mình có thể mang lại cho cha mẹ, cho gia đình và cho cộng đồng. Linh Nghi không chỉ hát những cái bài hát về cái tấm lòng của mình đối với cha mẹ, Linh Nghi đến đây thứ nhất là cùng với cha mẹ của mình, thứ nhì là cũng có một đứa con trai cũng đi cùng. Tức là lễ hội không chỉ dành cái tình cảm của bản thân Nghi cho cha mẹ mà còn để cho con cái của mình nó được cảm giác được cái sự thiêng liêng của cái tình mẫu tử. Và ngoài hát những cái bài hát của về cha về mẹ, Nghi còn viết một số bài hát mà những ca sĩ cũng có trình bày ở đây. Đại lễ Phu Lan được bắt đầu trong chánh điện vào Chủ nhật. Thầy Bảo Thành cho biết ý nghĩa lễ hội nhớ ơn mẹ. Lễ hội nhớ ơn mẹ được tổ chức ở chùa Xá Lợi, đây là lần thứ 7, 7 năm trôi qua. Ý tưởng ban đầu vẫn còn đó, tức là một ngày lễ nhớ ơn mẹ, mẹ của tất cả mọi người, không phân biệt một tôn giáo nào. Nhưng nó cũng trùng hợp vào cái ngày Vu Lan, hiếu đạo của Phật giáo. Nhưng trong 7 năm qua, tất cả mọi người về đây dự lễ hội này, có tất cả các tôn giáo bạn như Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, người Thiên Chúa giáo, tất cả cộng đồng thân hữu Việt Nam có tôn giáo hay không có tôn giáo cũng đều về đây để chia sẻ cái niềm vui ta còn có mẹ, hoặc để chia cái niềm vui khi mẹ đã về với cõi trời. Hay hơn nữa là chùa còn nuôi một cái ý tưởng nơi đây trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ là nơi để người Việt chúng ta tạo thành một cái truyền thống có thể về gặp gỡ nhau thân mật trong gia đình, thân hiểu cộng đồng, nuôi dưỡng con cháu của mình với tinh thần văn hóa của Việt Nam. Cô rất thường xuyên đi chùa, mà đây là lần đầu tiên cô tới chùa Xá Lợi, tại vì con dâu cô nó ở Maryland cho nên là nó dẫn cô đi chùa này. Thưa cô, khi là lần đầu tiên cô đặt chân tới chùa Xá Lợi tham dự cái lễ hội nhớ ơn mẹ thì cô thấy như thế nào? Cô thấy rất là thích. Tại vì ở Phật chùa, Phật tử ở đây rất là đông và chùa thì thoáng mát, rộng rãi, không gian yên tĩnh. Cô cũng dành 30 phút để cô tới, cô ngồi, cô thiền định cho tâm hồn nó thanh tịnh. Thưa cô, thì cũng được biết là cái ngày hôm nay mình tới chùa và nói riêng là mình để viếng lễ chùa, và đặc biệt là ngày hôm nay cũng có đại lễ Vu Lan. Riêng bản thân cô thì cô cảm nghĩ như thế nào khi mỗi mùa Vu Lan về như thế ạ? Mùa Vu Lan này là mùa Vu Lan đầu tiên của mất mẹ, cho nên rằng cô đã dành cái ngày nghỉ hôm nay để đi tới chùa, viếng chùa và cô tưởng nhớ với mẹ của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô sẽ cài bò hoa hồng trắng. Xuyên suốt hai ngày lễ hội, phần văn nghệ với các tiếng hát ngọt ngào và đầy truyền cảm của các ca sĩ đến từ Cali và các giọng hát của các ca sĩ địa phương. Chương trình lễ hội kết thúc vào 10 giờ tối Chủ nhật. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong lễ hội nhớ ơn mẹ được diễn ra tại chùa Xá Lợi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Frederick, Maryland.